xin kính chào các bạn. Hôm nay Tạ Chí chia sẻ các bạn một số kiến thức giúp cho các bạn có được tài liệu mình tham khảo trong việc tập đàn chơi nhạc của mình mỗi ngày một tiến bộ hơn các bạn ha. Thì kiến thức mà Tạ Chí chia sẻ hôm nay là gì? Nó cũng là cái kiến thức hết sức căn bản và cơ bản mà một người học nhạc cần phải biết, cần phải có các bạn ơi. Đó là điệu thức. Điệu thức là gì? Thì trong âm nhạc chúng ta có rất nhiều loại điệu thức. Tạ Chí chia sẻ bạn một số điệu thức cơ bản nhé. Đó bằng một số âm nhạc. Điệu thức đầu tiên Tạ chia sẻ với bạn đó là điệu thức trưởng tự nhiên. Điệu thức trưởng tự nhiên các bạn nhé. Chúng ta sẽ ví dụ vào cái thang âm của đô nhé. Chúng ta có từ đô đến đô. Thì điệu thức trưởng tự nhiên này nó có 7 bậc như sau. Bậc 1, 2, 3, 4, 6, 7. Rồi đây là âm chủ quay lại bậc 1. Thì chúng ta sẽ có cái công thức như sau. Bậc 1 lên bậc 2 sẽ là một cung. Bậc 2 lên bậc 3 sẽ là một cung. Rồi bậc 3 lên bậc 4 sẽ là nửa cung. Bậc 4 lên bậc 5 sẽ là một cung. Bậc 5 lên bậc 6 sẽ là một cung. Bậc 6 lên bậc 7 là một cung. Và bậc 7 lên âm chủ lại là nửa cung. Các bạn cứ nhớ cái công thức đó rồi mình áp dụng vào. Bây giờ chúng ta ví dụ vào một cái tông giọng thang âm cụ thể ha. Đó là đô, từ đô tới đô nè. Chúng ta sẽ có được điều thức trưởng tự nhiên ở giọng đô trưởng nè. Đô lên rê một cung, rê mi một cung, mi pha nửa cung. Rồi pha lên son một cung, son la một cung, la lên si một cung, si lên đô nửa cung. Đúng theo các bậc cơ bản của cái thang âm điệu thức đó. Thì chúng ta nhớ cái thang âm đó, nhớ cái công thức đó. Và bây giờ mình áp dụng vào một cái tông khác cũng tương tự thôi các bạn. Ví dụ từ mi lên pha, từ cái ra qua giọng mi đi. Rồi điệu thức trưởng tự nhiên ở giọng mi, mi trưởng nè. Chúng ta có từ mi tới mi. Thì bậc 1 là mi, bậc 2 sẽ là pha. Nhưng mà pha này chúng ta sẽ có là một cung. Tại công thức là một cung mà bậc 2 là một cung mà bắt buộc chúng ta phải lên nốt pha thăng. Đấy tương tự vậy các bạn. Thì từ bậc 2 lên bậc 3 sẽ là một cung. Bắt buộc chúng ta phải có nốt son thăng nó đủ một cung. Rồi từ bậc 3 lên bậc 4 là nửa cung, chúng ta sẽ có nốt son thăng về nốt la là nửa cung. Rồi từ bậc 4 đến bậc 5 là một cung, chúng ta có lên nốt si. Tương tự vậy các bạn, chúng ta có nốt đô thăng, rê thăng và mi. Đó các chúng ta thuộc được cái công thức của điều thức trưởng tự nhiên. Và sau đó mình áp dụng qua những cái tông giọng khác để mình bắt được cái thang âm của những tông giọng đó các bạn ha. Đó là điều thức trưởng tự nhiên. Rồi chúng ta qua điều thức tiếp theo. Đó là điều thức trưởng hòa thanh. Hay chúng ta các bạn còn gọi là điều thức trưởng hòa âm cũng được các bạn ha. Rồi cái công thức của nó thì như sau. Mình quay lại ví dụ như từ đô tới đô, thang âm đô các bạn nha. Chúng ta sẽ có bậc 1 đến bậc 2 là một cung. Bậc 2 bậc 3 là một cung. Bậc 3 đến bậc 4 là nửa cung. Bậc 4 đến bậc 5 là một cung. Bậc 5 đến bậc 6 là một cung. Nhưng mà đó là bên tự nhiên các bạn nhé. Bây giờ bên hòa âm thì chúng ta bắt buộc bậc 6 là chúng ta sẽ đi về gì? Nửa cung. Chúng ta sẽ còn lại bậc 5 lên bậc 6 là nửa cung. Các bạn nhớ nha. Rồi từ bậc 6 lên bậc 7 chúng ta sẽ có một cung rưỡi. Rồi từ bậc 7 về âm chủ là nửa cung. Như vậy các bạn nhớ giùm tèo, ở trong cái điều thức trưởng hòa thanh hay hòa âm này thì bậc 6 của nó sẽ bị giáng về gì? Nửa cung. Tại ví dụ vào cái thang âm của đô trưởng nè, đô trưởng hòa thanh nè. Thì chúng ta sẽ có công thức vẫn như đô trưởng tự nhiên thôi nhưng mà nó khác chút xíu. Ở bậc 6 thì là nốt la, chúng ta sẽ bị giáng về nửa cung, còn lại nốt la giáng. Rồi mình nghe thử cái thang âm của nó bạn ha. Nghe rất khó chịu đó các bạn ha. Đó là cái thang âm của điều thức trưởng hòa thanh đó các bạn. Có bậc 6 giáng nửa cung. Thì từ bậc 6 giáng nửa cung này chúng ta có thể thành lập được rất nhiều hợp âm đó các bạn. Rồi, đó là điều thức trưởng hòa thanh, hòa âm các bạn ha. Rồi chúng ta qua một điều thức trưởng tiếp theo. Đó là điều thức trưởng giai điệu. Điều thức trưởng giai điệu này thì chúng ta sẽ có công thức như sau. Bậc 1 lên bậc 2 là một cung. Bậc 2 lên bậc 3 là một cung. Bậc 3 lên bậc 4 là nửa cung. Bậc 4 bậc 5 là một cung. Bậc 5 bậc 6 là nửa cung thôi các bạn ơi, chứ không còn một cung giống như kia đâu. Chúng ta sẽ nốt la giáng. Và đặc biệt thêm nữa, bậc 6 lên bậc 7 chúng ta sẽ có một cung luôn. Rồi bậc 7 về âm chủ sẽ là một cung luôn. Ở cái điều thức trưởng tự nhiên này nó có điều khác vậy đó các bạn. Các bạn cứ nhớ cho tôi một điều là bậc 6 sẽ bị giáng về nửa cung và bậc 7 cũng bị giáng về nửa cung. Đó công thức chung. Bây giờ mình ví dụ thang âm của đô trưởng nè. Chúng ta sẽ đô nè. Đô, rê, mi, pha, son bình thường theo cái cấu trúc của điệu thức trưởng. Rồi bây giờ trưởng giai điệu chúng ta sẽ có bậc 6 giáng nửa cung, nốt la giáng nửa cung nè.
Rồi nốt si dán nửa cung là bậc 7 nè. Rồi nốt đô âm chủ lại. Bây giờ mình nghe cái thang âm của nó các bạn ha. Nghe rất là mênh mông, khó chịu các bạn ha. Đó là điều thức trưởng tự nhiên, nó có cái cấu trúc và thăng âm như vậy. Nếu các bạn nghe không kịp, các bạn có thể lấy miếng giấy đó, mình ghi lại, bấm ngưng video rồi mình ghi lại, rồi bấm cho nó chạy tiếp, mình ngưng như vậy, mình ghi lại để là có kiến thức các bạn ha. Còn bạn nào mà có muốn có tài liệu PDF của cái file Tèo đang hiện trên màn hình đó, các bạn cứ để phần bình luận là Gmail của mình đi, thì Tèo sẽ gửi vào Gmail của các bạn ở cái phần kiến thức điều thức trưởng, điều thức, các điều thức này giúp cho các bạn có tài liệu tham khảo rõ ràng các bạn ha. Thì đó là bên điều thức trưởng. Bây giờ chúng ta sẽ cùng chuyển qua cái điều thức thứ. Ở điều thức thứ chúng ta cũng tương tự như vậy, chúng ta sẽ có điều thức thứ tự nhiên bằng số trong nhạc. Tèo vẫn ví dụ như sau. Thì bậc 1 bậc 2 sẽ là một cung, bậc 2 bậc 3 sẽ là nửa cung, bậc 3 bậc 4 là một cung, bậc 4 lên bậc 5 là một cung, bậc 5 lên bậc 6 là nửa cung, bậc 6 lên bậc 7 là một cung, bậc 7 về âm chủ là một cung. Đó là điều thức trưởng tự nhiên mà chúng ta thường gặp và thường đánh nhiều nhất các bạn ha. Bây giờ mình ví dụ vào cái thang âm của giọng điều thức đô thứ nè. Chúng ta có đô lên rê nửa cung, rê lên mi, bắt buộc chúng ta phải dán mi về nửa cung thì nó mới ra được cái tính chất công thức của điều thức tự nhiên các bạn ha. Rồi từ bậc nốt mi dán này về nốt pha bậc 4 là một cung đúng, bậc 4 lên bậc 5 một cung nốt son, từ nốt son chúng ta lên bậc 6 là nửa cung, chúng ta bắt buộc phải lên nốt la dán, rồi la dán lên si dán là một cung, si dán về đô lại. Đó là công thức chung của nó. Bây giờ mình đánh thử các bạn ha. Đó là công thức và cái thang âm của nó. Chúng ta chuyển qua một cái điều thức tiếp theo, đó là điều thức hòa thanh hay gọi điều thức hòa âm cũng được các bạn ha. Thì lúc này nó có một điều đặc biệt, đó là bậc 7, các bạn chú hết sức bậc 7 chúng ta nha. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cái công thức của nó. Bậc 1 lên âm, bậc 2 là một cung, bậc 2 bậc 3 là nửa cung, vẫn giống hồi nãy thôi. Bậc 3 bậc 4 là một cung, vẫn giống. 4 lên 5 là một cung, vẫn giống. 5 lên 6 là nửa cung, vẫn giống. Nhưng có điều đặc biệt, lúc này bậc 7 của nó chỉ cách âm chủ có nửa cung mà thôi. Các bạn nhớ nha, bậc 7 chỉ cách âm chủ có nửa cung. Như vậy thì bậc 6 và bậc 7 này cách nhau một cung rưỡi. Rồi giờ ví dụ vào cái giọng đô thứ nè. Thang âm của giọng đô thứ hòa thanh nè. Chúng ta có đô lên rê là một cung, đúng công thức. Rê lên mi dán nửa cung, đúng công thức. Mi dán lên pha một cung, ok. Pha lên son một cung, đúng. Son lên la dán nửa cung, đúng công thức. Hồi nãy của mình á, là có si dán là tự nhiên đúng không? Bây giờ bắt buộc nốt si dán này nó trở thành nốt si bình. Thì lúc này nốt la dán và nốt si bình này nó cách nhau gì? Tới một cung rưỡi nè các bạn. Rồi nốt si bình này chúng ta lên nốt gì? Nốt đô là nửa cung. Đúng công thức của nó. Bây giờ mình nghe thử nha. Ok các bạn ha, đó là cái thang âm thanh của nó, điều thức thứ hòa thanh. Rồi chúng ta chuyển qua một điều thức tiếp theo, đó là điều thức thứ giai điệu. Rồi điều thức là điệu này chúng ta sẽ có công thức vẫn giống như bên điều thức thứ tự nhiên thôi. Bậc 1 bậc 2 là một cung, bậc 2 bậc 3 là nửa cung, 3 lên 4 là một cung, 4 lên 5 là một cung, 5 lên 6 là nửa cung là tự nhiên đúng không? Bây giờ không có nữa các bạn. Bắt buộc bậc 5 bậc 6 phải là một cung luôn. Bậc 6 bậc 7 là một cung luôn. Bậc 7 về âm chủ lại nửa cung. Rồi bây giờ ví dụ vào cái thang âm của điệu thức thứ đô thứ giai điệu các bạn ha. Đô, rê, mi dán, pha, son tới bậc 5 là ok nè. Bây giờ bậc 6, bậc 6 chúng ta sẽ trở về nốt la bình. Nốt si chúng ta trở về nốt si bình. Rồi nốt đô. Đây là cái cấu trúc của điệu thức thứ tự giai điệu các bạn ha. Rồi mình nghe thử âm thanh của nó. Đó là điều thức thứ giai điệu các bạn ha. Thì mong khi Tèo chia sẻ đến đây thì mong rằng các bạn đã hết thắc mắc các bạn ha. Thì trong âm nhạc chúng ta tại sao có một số chỗ ví dụ vào la thứ đấy các bạn ha, các bạn cứ thắc mắc
tại sao có lúc thì xài mi trưởng, có lúc thì xài mi thứ, rồi có lúc tại sao trong la thứ lại xuất hiện, ví dụ như là xuất hiện hợp âm son thăng đêm, là xuất hiện hợp âm pha thăng đêm. Đó vậy các bạn, thì nó cũng do xuất phát từ những cái điệu thức ra đó các bạn. Thì ví dụ như mình ví dụ về la thứ nha, la thứ tự nhiên là si do re mi fa son. Rồi la thứ hòa âm chúng ta sẽ có bậc bảy tăng là nốt son thăng, thì có nốt son thăng này chúng ta sẽ thành lập được hợp âm gì, mi trưởng, các bạn hiểu chưa? Rồi ví dụ như mình la thứ tự nhiên thì chúng ta có nốt son bình, thì từ nốt son bình này chúng ta sẽ thành lập được hợp âm mi thứ. Đó, ý nghĩa nói vậy đó các bạn, như vậy đó các bạn. Rồi ví dụ từ nốt son thăng mình thành lập được hợp âm gì, son thăng đêm, được không? Được, đâu có sao đâu bạn, vẫn bình thường mà. Đây son thăng đêm, son thăng đêm bảy đó vẫn được, là son thăng đêm. Rồi từ cái nốt đó mình có thành lập được rất nhiều hợp âm khác nhau là như vậy đó các bạn ha. Thì mong rằng chia sẻ ở đây sẽ giúp ích cho các bạn có được cái tài liệu mình tham khảo, tạo cái nền tảng học nhạc cho mình vững chắc hơn khi đánh tới cái bài gì mà cái điệu thức đó mình là mình biết được liền, a điệu thức trưởng ra điệu hòa âm gì đó các bạn ha, thì chúng ta không còn thắc mắc khó khăn nữa các bạn ơi, cố lên các bạn nhé. Hôm nay tôi chia sẻ với các bạn một cái kiến thức hết sức là bổ ích, đó là các cái điệu thức thường gặp trong âm nhạc, mong rằng sẽ giúp cho các bạn trong việc tập đàn chơi nhạc. Nếu như trong lúc tập luyện còn điều gì khó khăn thắc mắc, các bạn cứ để phần bình luận phía dưới video nhé, tôi sẽ soạn và chia sẻ với các bạn mà thôi. Nếu các bạn thấy kiến thức của tôi chia sẻ hôm nay bổ ích, các bạn nhấn cho tôi một like với nha, để bấm nút đăng ký kênh của tôi Piano luôn các bạn ơi. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại các bạn ở video sau nha.